Hello, chào bạn quay lại kênh của mình. Nay mình có đi một cái tham quan một cái hồ cách 100 km, các bạn đi về là 200. Trong nói chung là mình muốn đi quay clip nên mình mới nhận sẵn và chở hàng cho anh ấy luôn. Anh ấy cái hồ này 15 khối các bạn, dùng một bơm Matra MCS 750 các bạn. Bơm này bơm chìm, bơm rất là mạnh nha. Bơm này bơm cao được tới 11 m, 36 khối trên giờ nha các bạn, rất là mạnh luôn. Nói chung là bơm này bơm cực kỳ mạnh luôn, mình hay bán cho mấy anh công trình đó, còn khách lẻ thì ít mua lắm. Bơm phay 2BB 25.000 nè, 2KV 100W, máy oxy MB18.000 nè, rồi hai cái vòng bông mai, với lại 75 cây trổi 100 m và 100 cm và 10 tấm xi mát nữa các bạn. Mình gom lên xe cái mình chở lên cho anh. Mấy em màu vàng nó, mấy em cá mà mấy con thường thường một màu nó to lắm các bạn, nó ham ăn lắm, nó ăn cực kỳ nhiều luôn. Mấy em nhỏ như mấy em xô qua của mình mới bỏ vào á, không kịp, không dành ăn nổi đâu, nhưng mà tụi nó háo ăn lắm các bạn. Đó, bạn thấy ăn sung không, cực kỳ sung luôn. Ô, em màu vàng này, em Yamabuki này bự chà bá luôn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đi, đã lát nữa tới rồi các bạn nhớ đón xem clip kiếm tiếp theo nha. Mình chuẩn bị đi, cái có ông anh ở gần chỗ đó ở Hóc Môn các bạn, gọi điện nói có đi đâu thì đem giùm ảnh mấy em cá Việt 25-30 cm, mình sẵn tiện đi rồi mình bắt ra cho ảnh được 6 em này các bạn. 6 em, có một em rất là đẹp, là em màu vàng bạc đó các bạn, mình không biết con tên gì luôn á, rất là đẹp màu đậu. Rồi bây giờ mình đóng oxy em này nữa là mình lên đường thôi. Tới rồi mọi người ơi, mình chạy từ lúc 8:30 bây giờ 11 giờ, gần hơn 2 tiếng rưỡi các bạn. Đây là hồ ảnh đang ngâm chuối nè. Ảnh có dự định là cái hồ này 15 khối nha, bơm lên cái thác kia xong nó chảy trở về, làm một đường thác là ống 49,
Còn ba đường ống thổi luồng 49 là thổi quanh về từ đây, thổi về thổi vòng vòng quanh hồ. Còn đây là ống xả tràn các bạn, đây là ống xả tràn. Lọc này thì mỗi ô là 1m2 nhân cho 60 nhân cho 1m2 các bạn. Ô đầu tiên mình sẽ nên sử dụng chổi nè. Ô thứ hai sẽ sử dụng xi mắc và cái nét luôn. Ô thứ ba thì cũng là xi mắc và máy bơm. Đây là ống xả đáy xả tràn. Bộ lọc như vậy là rất là ok so với hồ các bạn. Các bạn làm lọc thì các bạn cứ nếu mà có diện tích hoặc là có điều kiện kinh tế cứ làm lọc càng lớn càng tốt. Có nhiều hồ các bạn, nếu các bạn chơi lâu có nhiều người họ làm cái lọc bự bằng cái hồ luôn các bạn. Cái đó là mình xài lọc truyền thống nha, chứ không có xài water room. Tại vì mình thấy xài lọc truyền thống thì nó cũng lợi hơn. Cũng nói chung là cũng tùy người tính toán thôi nha mọi người. Tại có mình thì mình suy nghĩ theo cách của mình thôi. Còn mọi người có mấy người làm hồ lớn thì xài drum tốt hơn. Thì tất nhiên là nó mắc tiền thì tất nhiên nó làm tốt hơn rồi. Nhưng mà mình thì mình lại thích làm cái lọc như thế này hơn. Lọc truyền thống thì mình chỉ cần rút chổi lên, xịt hoặc là hút nước lên rồi mình xịt ở trong cái đó luôn. Các bạn làm cái thác cũng rất là đẹp. Anh này chắc anh ta tự làm nè các bạn. Cái ống muốn chín lên cái thác kia xong rồi bơm xuống. Cái này là anh dùng thác này, chắc là lát nữa mình sẽ tư vấn cho anh làm cái bơm bơm mắt tra đi. Anh này anh làm bên trại gạo các bạn, mua bán gạo nha. Đây 18 xi mắc, 15 kg can nét. Ủa còn một cái bơm nữa đâu rồi? Huyện Bình Chánh, xã Bình Lợi các bạn, mới giao xong hai em cá Nhật, hai em sô qua, mà có điều là gấp gáp quá nên không có quay phim nữa bạn. Vừa tới nơi cảnh chụp bệnh đi, mình đưa tiện đi về mất tiêu luôn. Nên bây giờ chưa quay kịp hai em đó nữa. Hai em đó mình mới nhận ở bên trại bên Thủ Đức đưa qua. Cái này sẵn dịp các bạn, chứ bình thường mình không có đi giao tùm lum vậy đâu. Ở đây mát cực kỳ luôn các bạn. Xong các bạn thấy cái xong không? Rồi hôm nay mình làm clip tới đây thôi. Bây giờ mình đi về nha. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ ủng hộ kênh của mình. Bye bye.